Một lần nữa chúng tôi rất vui để tiếp tục chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Và sau đây là bản tin đầu về Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam yêu cầu hãy đề cao cảnh giác trên Biển Đông và sẵn sàng chiến đấu. Ông Ngô Xuân Lịch là Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam vừa lên tiếng cảnh báo về những diễn biến phức tạp tại Biển Đông và đã đưa ra yêu cầu quân đội phải đề cao cảnh giác để sẵn sàng chiến đấu giữa lúc xung đột giữa Hà Nội và Bắc Kinh trên vùng biển đầy tranh chấp tăng cao trong những tháng gần đây. Tại hội nghị gồm các ban hồi tháng 5 của năm 2020, tức là cũng mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Tô Xuân Lịch cũng như Bộ trưởng VTV, tức là về quân đội nhân dân, theo cái từ của chính quyền Cộng sản Việt Nam gọi, đã đưa ra những lời nói rõ ràng như sau. Trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã báo cáo Bộ Chính trị để kiến nghị đối sách của ta trong tình hình hiện nay. Thưa quý vị, đó là nguyên văn của cái lời mà báo đã trích. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam không chỉ nói rõ những diễn biến phức tạp trên Biển Đông là gì, nhưng trong hơn 2 tháng qua, Trung Quốc đã tiến hành nhiều hoạt động khiến cho Việt Nam lo ngại và làm sự xung đột giữa Hà Nội và Bắc Kinh tăng cao. Các hoạt động này gồm đâm chìm tàu cá Việt Nam, cũng như công bố tên tiêu chuẩn cho các hàng chục đảo đá và thực thể địa lý trên Biển Đông. Và mới đây nữa, Trung Quốc lại đe dọa đã sẵn sàng để tuyên bố cái DMZ, tức là cái dạng phòng không ở trên vùng Biển Đông. Cho nên cái lời của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đưa ra phải nói rằng đầy thách thức. Và dĩ nhiên chúng ta đều hiểu trước một Trung Quốc to lớn, mạnh như vậy, Hà Nội, Việt Nam vẫn là một tiểu nhược quốc đứng giữa gọng kìm. Biết nói sao? Nếu Việt Nam ngả theo Hoa Kỳ 100%, có lẽ tình thế nó khác, thưa quý khán giả. Và trong chiều hướng những ngày tháng gần đây, chúng ta thấy Tổng thống Donald Trump đang có những bước đi rất ngoạn mục. Mà với bản tin sau cùng ngày hôm nay chúng tôi gửi tới quý vị cũng sẽ nói đến một phần nào trong cái ý hướng đó. Bản tin kế tiếp về Việt Nam nói đến việc chống ngập ở thành phố Sài Gòn của chúng ta trước đây. Và nay càng xây nhà nhiều, càng mở rộng nhiều thứ, thì vấn đề ngập lụt vẫn là một vấn đề gai góc của thành phố Sài Gòn. Thành phố Sài Gòn, giới chính quyền đã đưa ra cái đề nghị là sẽ thu lệ phí của cư dân Sài Gòn. Nhưng khi cái đề nghị này được đưa ra thì đã gặp cái sự chống đối kịch liệt của dân chúng thành phố Sài Gòn. Họ muốn thu khoảng 3.668 đồng cho một mét vuông mỗi tháng, tức là nhà ở bất kể là sang hèn giàu nghèo đều phải đóng lộ phí riêng cho việc chống ngập. Không biết chống được bao nhiêu tiền thu của dân chúng vào hầu bao của các người cầm quyền nhiều hơn, và lụt vẫn lụt. Chúng tôi còn nhớ chắc chắn cũng quý vị, cái này là cho Mai Thuấn mở Ngọc Đơn thôi. Cách đây 1-2 năm nói đến cái vấn đề cái gì dùng lưu để chống ngập của một dân biểu hay một nghị viên nào đó đề nghị, cũng đã bị dân chúng cười dùng lưu để chống ngập. Nay lại đòi thu tiền mỗi mét vuông của mỗi cư dân ở thành phố để chống ngập. Tha nôi một lần nữa cho phép Mai Tuấn, bao lâu tệ trạng tham nhũng còn thì bấy lâu ngập lụt vẫn chẳng làm được gì hơn. Bản tin sau cùng có vẻ là khá hơn một chút, thưa quý vị, nói về Việt Nam. Đó là Hoa Kỳ coi Việt Nam là ưu tiên hợp tác trong chuỗi cung ứng. Cung ứng ở đây có nghĩa là cung cầu các thứ như
về các cái nhu cầu hoặc là vấn đề sản xuất dưới dạng kinh tế hoặc là viện trợ. Bản tin nói như thế này, thưa quý vị. Việt Nam là một trong các quốc gia được hợp tác ưu tiên trong các dự án tại khu vực sắp tới, gồm sản xuất các sản phẩm chiến lược trong chuỗi cung ứng của Mỹ. Thông tin được ông Adam Buller, là giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế của Hoa Kỳ, viết tắt là DFC, đã cho biết trong cuộc gặp với đại sứ Việt Nam tại Mỹ, đó là ông Hà Kim Ngọc, ở thủ đô Washington hôm mới đây 2 tháng 6. Và theo thông cáo của đại sứ Hoa Kỳ, của đại sứ Việt Nam tại Mỹ, thì ông Buller cho hay là cơ quan DFC của Hoa Kỳ cũng quan tâm để giúp đỡ các dự án phát triển tại khu vực vùng sông Cửu Long. Cơ quan này đang triển khai một loạt kế hoạch nhằm hỗ trợ các dự án đầu tư tại các nước đang phát triển, đặc biệt là các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và kinh tế. Ông Hà Kim Ngọc, đại sứ của Việt Nam tại Hoa Kỳ, đề nghị với cơ quan DFC là tiếp tục tham gia vào các hoạt động liên quan trong năm nay, khi Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 25 năm nối lại ngoại giao giữa hai quốc gia. Thưa quý khán giả, đó là bản tin sau cùng của Việt Nam đã chấm dứt phần tin tức hôm nay của chúng tôi. Mai Tuấn xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và không quên thưa với quý vị rằng chúng tôi đang trong cái tuần lễ di chuyển từ văn phòng studio cũ sang studio mới, cho nên là vấn đề quý vị có ở trong ngành TV thì mới thấy nó nhiều cái phức tạp về kỹ thuật, cho nên là mong rằng những sự không làm được đều đặn hoặc là hình ảnh hoặc là lý do nào khác đó trong cái lĩnh vực đó thì quý vị thông cảm với chúng tôi. Đó là điều mà chúng tôi vô cùng cảm ơn và cố gắng sẽ thực hành tốt hơn. Và nhất là khi chúng tôi tọa lạc ở trong khu tấm thành đệ nhất Câm Tấm đó, trên lầu phòng 205, 206 và 217, thì quý vị sẽ có dịp đến đây mua các sản phẩm, nhất là JN7 Best cũng như thể là Vision Max, rồi các sản phẩm về phổi đặc biệt là cần trong cái thời dịch này. Quý vị có thể đến được và quý vị sử dụng thang máy để lên đầu, cho nên các bác các chú lớn tuổi cứ đến dùng thang máy ở phía đối diện với thành đệ nhất Câm Tấm, với lại một hai cái cửa hàng đối diện, như thể là nếu chúng tôi không lầm chưa rõ lắm, nhưng mà như thể là cái chỗ cái tiệm sửa giày tên là của chị Tường thì phải, thì quý vị nhìn qua là quý vị thấy ngay thang máy quý vị nhé. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.